Thế có dưa nữa, anh uống mì vườn, uống trái dừa nó trợ đạo á. Này để sẵn xe. Ngon. Bánh dừa nó bán trước mặt luôn. Coi như là mình, khi mà mình mua thì người ta mới chặt cho mình. Thấy không? Mày mày phượng cái này. À, tới mày phượng rồi nha. Mua cái nón chín rồi không à, chín rồi đúng không? Rồi, đây là món bánh mì phượng nha, thấy không? Vào làm mấy ổ anh người ta giới thiệu ngon quá cho nên vào mua thử đi anh nha. Khách cứ đông vui đúng không? Cho 30 đi. 30, mọi người nhìn thấy không? Người khách đến rất là đông, người bán cũng rất là nhiều. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Đây, mình đang có mặt trước quán bánh mì phượng ở Hội An nha. Đây mình đang quay cho mọi người xem cách thức người ta làm bánh mì như thế nào đây. Buổi sáng mình bán mấy giờ tới mấy giờ chị? Đây anh, từ 6 rưỡi tới 9 giờ. Đây, vậy rồi, từ 6 rưỡi tới 9 giờ. Để xí qua mua dừa. Anh ở đâu về đấy? Mỹ về đây hả? Chị quay ra. Mỹ phải bay về đây để mà thử cái ổ bánh mì phượng này, thấy không? Chị chơi YouTube đó hả? Đó, đây cô làm là thấy mấy chị làm nhuyễn tay không? Đây thập cẩm đây. Trời, nhìn ổ bánh mì thèm chảy nước miếng rồi nha. Ok. Ngon hết hết rồi. Chừng nào đi lại? Chừng nào ăn bánh mì ớn xong rồi mới đi. Ăn mái từng à? Ngày nào có mang đến lên ký. Mấy chị bán bánh mì vui vẻ lắm nha, vừa làm bánh mì vừa hát nữa chứ, yêu đời không? Khách rất là đông. Ở trong đó tây nhiều lắm. Trong này ngồi ăn bánh mì rất là mát nha. Đang ngồi chờ cái ổ bánh mì phượng nó đang làm. Hôm nay mình mấy anh em gọi 10 ổ rồi đi la rai ăn với có mấy người ngoài xe nữa chờ ngoài á. Đây ổ bánh mì mới làm xong nha, thấy không? Đây người này làm bánh mì cho mình nè, thấy không? Giờ ngồi hưởng thụ rồi, cho anh xin ly nước đá lạnh. Thôi cho nước lạnh cũng được nè. Nhìn bánh mì hấp dẫn không? Nhìn vậy sao không thèm được? Bắt qua bên đây nữa. Tắt ngược lại. Wow. Thấy không? Đây. Cảm ơn nhiều. Wow nè. Ngồi đúng ngay quán bánh mì phượng. Làm xong ăn tại chỗ. Nó tuyệt vời. Cái bánh mì của nó rất giòn, rất ngon. Thịt của nó làm tới vừa ăn mà mình ăn cay cho nên ăn rất ngon. Khi mình cắn vào cái bánh mì á, cái da của nó, da bánh mì rất là mỏng, rất là giòn, nó không có bột nhiều ở trong. Cái thịt của nó làm rất vừa ăn. Vinh, ngon lắm.
vào bánh mì nó cỡ bằng găng tay thôi. If you don't mind, it should be here. This guy, he loves bánh mì Phượng too. That's why he's from New York. Này là, you speak Vietnamese? No. Oh, what your nationality? Chinese. Oh, he's a Chinese. He come over here to visit the Vietnam and heard about bánh mì Phượng. Xem mình. Nó là người Tàu, nó về Việt Nam chơi mà nó cũng muốn ghé bánh mì Phượng để thưởng thức. Ở đây đủ thứ nước hết trơn á. How you like it? Good. Người Tàu ở New York. Người Tàu ở New York về đây ghé thưởng một thứ bánh mì luôn. Này, thấy không? Làm bánh mì này ngon lắm. Uống miếng trái dừa tươi nữa. Đây, trái dừa tươi nè. Rất là đông, mình mới ngồi chút xíu rồi mình thấy người đấy đa số người ta mua người ta đi, mình ngồi đây mình ăn là để mình cho mọi người biết là khách nó đông như thế nào. Đủ thứ nước trên thế giới, ghé tới Hội An đều rất mắm bánh mì. Mới ăn tô bún xong mà chạy một tiếng đồng hồ tới Hội An phải ghé vào đây để ăn đồ bánh mì. Ăn hết ổ bánh mì, uống hết trái dừa. Wow, lạ quá. Ngon. No mà ngon. Rồi tiếp tục đi chơi rồi sẽ tìm những cái món mà nó gọi là đặc biệt mà mọi người giới thiệu ở Hội An. Mình sẽ ăn tiếp những cái món khác nữa nha. Rồi quay cho mọi người xem là bánh mì Phượng nó ngon như thế nào và những cái chỗ khác nó có cái gì ngon nha. Thôi hẹn mọi người ở cái khu vực khác nha. Rồi mình bye bye bánh mì Phượng nè, rồi mình đi tiếp tục đi cái nơi khác nè. Nó la đứng trước bánh mì Phượng nói Hội An. Để người ta đông đúng không? Yeah, ở Đà Nẵng đi với mấy anh em mình dạo quanh Hội An đây mấy ngày này. Ngon lắm nha. Con giới thiệu đi qua ở bên kia qua đây hết nè. Từ xa bay về đây ăn là biết rồi. Come inside please. Get out. Ah, you inside order take away. Yeah. Cả gia đình cả nhà đang ngồi trong xe tới Hội An và đồ nó lá ăn bánh mì Phượng nha. Ở sau lưng mình là cũng có cái nhà hàng. Hội An phải đổi cái mũ phải có chữ Phú Bổ đàng hoàng, có con trâu luôn nè, thấy không? Con trâu đây.